Hello, xin chào các bạn. Và đây là hoa Kira, một trong những dòng hoa cắt cành của David Austin. Thì các bạn đang thấy đây chỉ là một cành thôi, nhưng cái số lượng hoa của nó thì gần như là 20 bông. Đếm thử ha: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Và cái bông này nữa là 19 bông, gần 20 bông. Thường á, thì cái bông này chúng ta để khoảng tầm 3 đến 5 bông á, thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà bởi vì mình muốn xem coi thử là cái độ khỏe của nó như thế nào đấy. Thì cái hoa Kira này ở xứ nóng á, cái hoa nó sẽ lớn hơn ở Đà Lạt. Và cái thứ nhất, cái thứ hai á, khi các bạn xây dựng bộ khung xịn cho nó thì nó sẽ có những cái cành bông như vậy. Bây giờ chúng ta quan sát ha, cũng là một cành hoa Kira. Và nó được 4 bông, nhưng cành nó rất ngắn. Nhưng khi chúng ta xây dựng một cái bộ khung cho nó, bây giờ chúng ta quan sát nè, lên tầng 1 khoảng tầm 20cm mình nhắc nè, thì nó ra hai nhánh. Và cái nhánh bên này thì nó rất lớn và nó dài đến đây, khoảng tầm 1m thì nó đóng nụ và nó ra một cái chùm bông và nó là xuất sắc. Nhưng những cái cành mà cái ra mà chúng ta xây dựng khung không có chuẩn đó, thì nó chỉ ra vậy thôi, được 4 bông thôi. Đấy, các bạn thấy không, đây là Kira, một trong những cái dòng hoa cắt cành rất là nổi tiếng, và nó làm trong bộ sưu tập Luxury Wedding and Event Rose của David. Ok, thường thì mình thấy ít khi mà Kira nó sai được như vậy. Mà đây là một trong những cái cành mà sau khi xây dựng cái bộ khung ở tầng 2 thì mình cảm nhận được là cái hoa này phải nói rất là đã. Nó nở hết thì nhìn phải nói rất là đã. Nhưng mà ngược lại thì bởi vì mình quá tham, thường người ta chỉ để một bông thôi, còn mình để nguyên một chùm như vậy nên cái chất lượng của hoa nó sẽ giảm, nó nhỏ lại. Nhưng bù lại thì cái số lượng nó rất là khủng khiếp. Đấy, thường người ta chỉ để một bông như vậy thôi. Ok, nhưng mà bởi vì, tức là cái bông chính mà mình ngắt đây nè, bởi vì mình thích quá nên mình để nó ra thành hoa chùm. Và đây là Kira. Đấy, các bạn nhớ nha, khi mà chúng ta có một cái bộ khung xịn thì chúng ta sẽ có những cái cành hoa xuất sắc và cây nó rất là khỏe. Còn khi mà chúng ta chưa có một cái bộ khung hoàn hảo thì chúng ta sẽ rất là khó. Đây cũng là một trong những cái cây Kira xây dựng được bộ khung rất là xịn. Thì các bạn thấy một cái chùm của nó nè. Đấy, chùm của nó nè, chùm của nó nè, 7-8 bông. Và nó tạo cho chúng ta một cái độ phê, một cái độ feeling rất là sướng. Bởi vì chỉ một cây như Kira chúng ta sẽ có khoảng tầm 3-4-50 bông, thậm chí là nhiều hơn trong cái thời gian sắp tới. Còn nếu mà các bạn vẫn chưa xây dựng được bộ khung, chưa ngắt được kỹ thuật ngắt đọt rồi kỹ thuật tỉa cành, thì cây nó sẽ rất là chậm, rất là yếu, và nó sẽ rất khó để mà chúng ta xem được cái độ maximum của một cái cây hoa nó sẽ như thế nào. Đấy, Kira.